Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phunix TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu mới nhất chiều nay ngày 12 tháng 2 năm 2022. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Mến chúc các bạn cùng gia đình có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ. Các bạn xem video hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, giá hồ tiêu chiều nay ngày 12 tháng 2 tiếp tục tăng nóng khi đồng loạt tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg ở hầu khắp các vùng trồng tiêu trọng điểm trong nước. Thưa các bạn, theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam VPA, trong tháng 1 năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 16.020 tấn hồ tiêu với kim ngạch đạt 75,2 triệu USD. So với tháng 12 năm 2021, lượng xuất khẩu hồ tiêu đã tăng 5,6% và so với cùng kỳ năm ngoái, lượng xuất khẩu đã giảm 4,7%. Trân Châu, Olam và Let's Pie là ba doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu trong tháng 1. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu chính của hồ tiêu Việt Nam với lượng nhập khẩu đạt 5.434 tấn, chiếm 33,9% tổng lượng xuất khẩu. Ở chiều ngược lại, Việt Nam đã nhập khẩu 1.579 tấn hồ tiêu trong tháng 1 năm 2022, trong đó tiêu đen đạt 1.256 tấn, tiêu trắng thì đạt 323 tấn. So với tháng 12 năm 2021, lượng nhập khẩu đã giảm đi 32,6%. Và so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu đã giảm 56%. Thái Sang, KSS và Liên Thành là các doanh nghiệp đứng đầu nhập khẩu hồ tiêu trong tháng 1. Trong khi đó, Brazil, Indonesia và Campuchia tiếp tục là các nước cung cấp hồ tiêu chủ yếu cho Việt Nam. Còn theo Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới, thị trường tuần này phản ứng trái chiều về giá tiêu khi chỉ có tiêu trắng Indonesia là giảm sau khi có xu hướng giảm trong 3 tuần qua. Giá tiêu Ấn Độ được cho là ổn định trong tuần này. Thưa quý vị và các bạn, theo ghi nhận đầu giờ chiều nay, giá hồ tiêu trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng trên 1 kg. Như vậy, hiện giá hồ tiêu trong nước thu mua trong khoảng từ 82.500 tới 85.500 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức 84.000 đồng 1 kg, tăng thêm 1.000 đồng so với đầu giờ sáng. Giá hồ tiêu tại tỉnh Gia Lai ghi nhận ở mức 82.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Phú Yên, giá hồ tiêu cũng tăng thêm 1.000 đồng và thu mua ở mức là 82.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu bật tăng 1.000 đồng và hiện thu mua ở mức 85.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bình Phước, giá hồ tiêu thu mua ở mức 85.000 đồng 1 kg sau khi đã tăng 1.000 đồng. Giá hồ tiêu tại tỉnh Đồng Nai ghi nhận ở mức 83.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, cùng với đà tăng của thị trường trong nước, giá tiêu đen, tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam được Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới niêm yết tăng 50 USD trên tấn vào ngày 10 tháng 2 vừa qua. Giá hồ tiêu được dự đoán sẽ tiếp tục tăng do giá nguyên liệu, nhiên liệu và chi phí logistics vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. Ngoài các yếu tố kể trên, vụ thu hoạch năm nay còn gặp nhiều khó khăn từ giá nhân công thu hái cao, sản lượng tiếp tục giảm. Đây cũng là áp lực mạnh mẽ với ngành hồ tiêu thế giới nói chung và ngành hồ tiêu Việt Nam nói riêng. Các bạn vừa nghe những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu chiều nay ngày 12 tháng 2. Phunix TV cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo.